Viên Băng Nghiên bất ngờ được xếp chung với Dương Tử Địch Đệ Nhật Ba, chuyện gì đây? Viên Băng Nghiên, Dương Tử Địch Đệ Nhật Ba đều được nhắc đến trong danh sách này. Mới đây, một blogger đã đưa ra danh sách giàn tiểu hòa lưu lượng hậu 90. Những cái tên được nhắc tới gồm Địch Đệ Nhật Ba, Dương Tử, Viên Băng Nghiên, Cúc Tịnh Y, Bạch Lộc. Tuy nhiên, đề cử này đã vấp phải sự tranh cãi dữ dội của cộng đồng mạng. Họ cho rằng một số cái tên chưa đủ nổi bật để trở thành tiểu hòa lưu lượng. Hiện nay, Địch Đệ Nhật Ba vẫn là nữ minh tinh có lượng fan cực kỳ đông đảo. Thành tích phim ảnh của cô nàng cũng vô cùng ổn áp. Người có thể so sánh với lượng fan của mỹ nhân Tân Cương là Dương Tử. Cô vốn là diễn viên nhí nên đã trở thành gương mặt quen thuộc với khán giả. Bên cạnh đó, Dương Tử còn sở hữu một số tác phẩm truyền hình ăn khách. Vì vậy, người hâm mộ của nữ diễn viên được tích lũy ngày càng đông. So với Dương Tử và Địch Đệ Nhật Ba, ba nữ diễn viên còn lại đều kém nhiệt hơn. Họ có nhan sắc, có phim ấn tượng nhưng lượng fan không đủ đông đảo. Bạch Lộc là người có phương hướng phát triển khá tốt. Xét về diễn xuất, cô cũng nhận được nhiều đánh giá tích cực từ phía khán giả. Nữ diễn viên duy trì được lượng người hâm mộ ổn định, thế nhưng cộng đồng fan của người đẹp chưa thể đồng bằng Địch Đệ Nhật Ba. Cúc Tịnh Y được khen ngợi rất nhiều về nhan sắc, tuy nhiên ngoài ngoại hình xinh đẹp thì nữ diễn viên không có gì nổi bật. Cô từng đóng nhiều phim nhưng không để lại tác phẩm nào thực sự ấn tượng. Lượng fan trung thành của cô không nhiều và cũng không ổn định. So với ba nữ diễn viên phía trên, cô vẫn còn nhiều hạn chế. Viên Băng Nghiên lăn lộn nhiều năm mới có chút danh tiếng. Vai diễn trừ toàn cơ trong phim Lưu Ni Mỹ Nhân Sát mang đến cho cô nhiều lợi ích. Thế nhưng vì mâu thuẫn với nam chính nên cô cũng sở hữu lượng anti fan không nhỏ. Nữ diễn viên bắt đầu nổi tiếng trong khoảng 2 năm trở lại đây nên chưa có lượng fan ổn định. Hiện cô vẫn đang trên con đường khẳng định tên tuổi nên cần cố gắng nhiều hơn. Nhìn chung, khán giả cho rằng Dương Tử và Địch Đệ Nhật Ba là hai tiểu hoa hậu 90 có lưu lượng ổn định. Ngược lại, Bạch Lộc, Cúc Tịnh Y và Viên Băng Nghiên vẫn cần thêm thời gian để củng cố lượng fan của mình. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của PVlog. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại!